Pi là cái tên có nhiều hành trình thú vị trong nhiều lĩnh vực. Chúng ta có số Pi, một con số quan trọng trong lĩnh vực toán học. Bước sang những trang sách, chúng ta bắt gặp cuốn tiểu thuyết bất hủ Cuộc đời của Pi. Và nếu bạn thử lấn sân sang thế giới của những đồng điện tử, chúng ta có Pi Network. Pi Network là một dự án được biết đến đông đảo ở Việt Nam và cả cộng đồng quốc tế, nhưng dưới một hình ảnh không mấy tốt đẹp. Tuy nhiên, nên nhớ crypto là nơi mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Do đó, tại sao chúng ta không thử một lần cùng ngồi xuống, mổ xẻ ông Pi tai tiếng này thông qua bài viết Cuộc đời của Pi Network của bạn Trường Sơn nhé. Pi Network từ đâu mà chui lên? Pi Network lần đầu được giới thiệu đến thế giới thông qua phiên bản White Paper đầu tiên được công bố vào 14 tháng 3 năm 2019. Đứng sau mạng lưới này là đội ngũ được dẫn dắt bởi hai tiến sĩ trường Stanford, tiến sĩ Nicholas Kokalis và tiến sĩ Chang Dao Fan. Cấu trúc mạng lưới máy tính hay hệ thống phân phối đã là chủ đề được Nicholas và Chang Dao quan tâm từ khi cả hai có đang làm việc chung tại ngôi trường danh giá của đất Mỹ. Cơ chế hoạt động của mạng lưới Pi có vẻ như được Nicholas và đội ngũ mượn ý tưởng từ chính Bitcoin. Pi Network hoạt động theo mô hình Proof of Work và có cơ chế halving giảm 1/2 lượng coin đào ra như vị vua của crypto. Điểm cải tiến của Pi Network nằm ở cách đội ngũ xây dựng mạng lưới để hoạt động trên những chiếc điện thoại. Vốn, điểm yếu chí mạng của mô hình Proof of Work là lượng năng lượng tiêu thụ để dàn máy đào hoạt động và lượng CO2 bị thải ra môi trường. Ở đây, Pi đã hoàn toàn khắc phục hai điểm yếu trên khi sử dụng chiếc điện thoại trong túi quần của bạn làm thiết bị để duy trì mạng lưới. Chỉ sau 6 tháng xuất hiện, Pi đã tạo được tiếng vang lớn khi chạm mốc 500.000 người dùng. Được đà, Pi Network bắt đầu du nhập đến nhiều nước hơn trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. Để đào được coin, người dùng phải tải app của Pi Network về điện thoại. Sau đó, người dùng chỉ cần vào app, nhấn nút đào là đã có thể bắt đầu có cho mình những đồng Pi đầu tiên. Cứ mỗi 24 giờ, người dùng cần vào app để quá trình đào tiếp tục diễn ra. Vì sao Pi Network lại bị ném đá nhiều đến thế? Kết thúc phase testnet, Pi đã có hơn 23 triệu người dùng. Đến thời điểm hiện tại, con số trên đã chạm mốc 35 triệu, biến Pi trở thành một cộng đồng đông đảo top đầu trong thế giới tiền điện tử. Thậm chí, có một vài người đã so sánh Pi như một tôn giáo và những con chiên ngoan đạo này sẽ sẵn sàng tấn công bất cứ ai dám xúc phạm đến vị thánh của họ. Cũng vì lý do đó, Pi Network từ lâu đã bị gắn cho cái mác là lừa đảo, là giấc mộng cho những kẻ không muốn làm mà chỉ muốn ăn, vân vân và vân vân. Nhưng chúng ta hãy thử tạm xé đi những cái mác ấy, hãy cùng cho mình một lần nhìn vào bản chất của dự án, mổ xẻ white paper của Pi để cho mình một đánh giá chính xác nhất. Liệu Pi Network là dự án tốt hay dự án xấu? Pi là đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên dành cho tất cả mọi người. Ngay ở phần đầu tiên của White Paper, Nicholas đã giới thiệu cho chúng ta về sứ mệnh và tầm nhìn của Pi Network. Khi mà thế giới đang ngày càng áp dụng công nghệ kỹ thuật số nhiều hơn, tiền điện tử hiển nhiên trở thành bước tiếp theo trong quá trình phát triển. Pi là đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên dành cho tất cả mọi người, đại diện cho bước tiến quan trọng trong quá trình ứng dụng tiền điện tử trên toàn thế giới. Sứ mệnh: xây dựng nên một nền tảng hợp đồng thông minh và tiền điện tử được vận hành và bảo mật bởi chính người dùng. Tầm nhìn: xây dựng một thị trường ngang cấp hay peer-to-peer trên thế giới với đồng Pi, đồng tiền điện tử phổ biến nhất sẽ là đơn vị thanh toán. Nói dễ hiểu hơn, Nicholas và đội ngũ đang cố gắng để biến đồng Pi trở thành đồng tiền được sử dụng thanh toán cho các giao dịch trên thế giới. Hay có thể, các nhà phát triển của Pi đang cố gắng xây dựng một marketplace, nơi mà mọi người có thể trao đổi hàng hóa thật và được thanh toán bằng Pi. Nhưng cả hai viễn cảnh trên đều đưa Pi gặp những khó khăn nhất định. Đầu tiên là về vấn đề pháp lý. Hiện tại số quốc gia chấp nhận tiền điện tử là chưa nhiều và có những quốc gia xem việc thanh toán bằng crypto là những hành động bất hợp pháp. Ngoài ra, bất cứ chính phủ nào cũng không hề muốn đất nước của mình lại phải mua bán bằng thứ tiền tệ mà họ không kiểm soát. Vậy, Pi có thể khôn khéo lựa chọn những quốc gia nhất định để vượt qua vấn đề pháp lý, nhưng kể cả vậy, người dùng của Pi sẽ gặp thêm vấn đề thứ hai, đó là việc neo giá. Vật phẩm của Pi sẽ được trao đổi như thế nào nếu giá của Pi liên tục thay đổi? Bạn có thể nghĩ, vậy thì chỉ cần neo giá Pi theo đô la là được cơ mà. Đúng là như vậy, nếu giá của Pi có thể được cố định theo tỷ giá với đồng đô la hay loại tiền tệ nào, nhưng câu hỏi khác lại được đặt ra, liệu Pi có khả năng neo giá với tiền pháp định hay không? Một đồng coin được neo giá theo USD thường được gọi là stablecoin, đồng coin có giá ổn định và hiện tại có đến 3 loại stablecoin khác nhau trên thị trường tiền điện tử. Stablecoin phát hành dựa trên tài sản thực tế, tiền hoặc kim loại quý hiếm, stablecoin phát hành dựa trên tài sản crypto và stablecoin thuật toán. Điểm chung của ba loại coin này là đều có cơ chế để neo giá với đồng USD, chẳng hạn như Circle, đơn vị phát hành đồng USDC, tổng nguồn cung USDC trên thị trường sẽ tương đương với số lượng USD mà công ty đang dự trữ.
và đây là thứ mà Pi Network không hề có. Hơn thế, ta còn chưa xác định được Pi có tổng cung là bao nhiêu. Về căn bản, Pi hoàn toàn không thể neo giá được. Đào Pi dễ hơn đào Bitcoin. Được công bố trên white paper rằng Pi Network đang sử dụng phương thức đồng thuận Stellar Consensus Protocol, SPC, một phương thức được cho là hoàn thiện hơn so với bằng chứng công việc Proof of Work của Bitcoin hay bằng chứng cổ phần Proof of Stake của Ethereum. Nếu bạn đang hỏi, phương thức đồng thuận là cái quái gì, thì để mình giải thích nha. Ở trên blockchain, khi một giao dịch trên blockchain muốn được hoàn thành, phải trải qua quá trình xác nhận nhằm kiểm tra xem giao dịch này có hợp lệ hay không. Thuật ngữ phương thức đồng thuận ở đây nhằm chỉ cách thức để kiểm tra và tham gia vào quá trình kiểm tra đó. Những người tham gia quá trình kiểm tra này được gọi là miner hoặc validator. Do đó, thuật ngữ đào coin mà bạn thường nghe xuất phát từ những người tham gia vào quá trình xác nhận giao dịch này. Để tham gia vào quá trình đào, người dùng cần phải có một dàn máy có phần cứng mạnh mẽ nếu muốn cuốc đất để kiếm Bitcoin. Còn với Ethereum, người dùng cần khóa vào mạng lưới 32 Ethereum, tương đương khoảng 38.000 đô. Tóm lại, người dùng sẽ phải bỏ một nguồn lực không nhỏ để đào được những đồng coin này. Và đây lại là khúc lạ lạ nếu chúng ta ngó qua thử xem Pi là như thế nào. Pi Mining được diễn ra trên ứng dụng trên điện thoại của dự án. Tuy gọi là đào, nhưng có vẻ người dùng chẳng cần tốn quá nhiều nguồn lực để kiếm những đồng Pi cả. Người dùng chỉ cần bấm vào nút và Pi sẽ tự nhảy. Quá trình đó vẫn sẽ diễn ra khi điện thoại chúng ta tắt nguồn. Và nếu chúng ta muốn tăng tốc độ đào, thứ chúng ta cần không phải là một chiếc điện thoại với cấu hình quái vật mà ta phải mời càng nhiều người tham gia thông qua mã giới thiệu của ta hơn. Tuy nhiên, Pi vẫn có cơ chế để tăng độ khó cho quá trình đào và đó là Halving. Halving là cơ chế giảm 1/2 phần thưởng đào khi thỏa mãn một điều kiện. Với Bitcoin, blockchain này sẽ cho Halving sau mỗi 210.000 khối được tạo thành, tương đương là khoảng 4 năm. Pi Network cũng có cho mình Halving và được tính theo số người tham gia đào Pi. Về mặt tích cực, có lẽ Pi đang đi đúng với định hướng của Nicholas và đội ngũ là đồng tiền kỹ thuật số dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, cơ chế này làm cho chúng ta đặt một dấu hỏi rất lớn về giá trị của đồng coin này. Đâu sẽ là động lực để đồng coin này tăng giá? Điều kiện nào để người dùng nắm giữ đồng coin mà không bán ra? Để trả lời được, chúng ta cần tìm đến xem mô hình kinh doanh của Pi sẽ hoạt động như thế nào. Nếu một dự án có mô hình kinh doanh tốt, chắc hẳn đồng coin sẽ có những giá trị nhất định. Pi Network sẽ kiếm tiền như thế nào? Tuy người người nhà nhà đổ xô đi đào Pi, nhưng mình tin chắc đa số vẫn chưa biết chính xác Pi sẽ làm cái gì. Trên white paper, chúng ta sẽ tìm thấy được 3 sản phẩm chính của Pi Network. Sản phẩm đầu tiên là một mạng xã hội phi tập trung, nơi người dùng có thể chia sẻ nội dung, hình ảnh, video. Tuy chưa có cơ chế cụ thể về phần thưởng, nhưng chúng ta có thể đoán rằng Pi Coin sẽ là đồng tiền được sử dụng cho nền tảng này. Qua đó, Pi Network có thể thu một ít phí từ người dùng để làm doanh thu cho mạng lưới. Sản phẩm tiếp theo của Pi là chợ giao dịch, cho phép người dùng có thể trao đổi, mua bán các sản phẩm và cả dịch vụ thực tế. Lại một lần nữa, đội ngũ Pi Network chưa đưa ra hình thức thu lợi từ chợ giao dịch này. Có thể, đội ngũ sẽ áp dụng một mức phí nền tảng lên các sản phẩm được giao dịch. Sản phẩm cuối cùng của Pi là một App Store, nhưng ở phiên bản phi tập trung. Tại đó, chúng ta có thể tải về các ứng dụng phi tập trung dành cho điện thoại. Người dùng có thể được hưởng lợi bằng cách bán đi một số thông tin cá nhân của mình. Còn Pi chắc chắn có một khoản phí dành cho những nhà phát triển muốn list ứng dụng của mình lên Pi App Store. Sau khi có cái nhìn đầu, bạn có thể nhận thấy một điểm chung dành cho cả 3 sản phẩm này không? Thử đưa ra cho mình một câu trả lời nhé. Từ góc nhìn của mình, rõ ràng 3 nền tảng trên sẽ tạo ra nguồn doanh thu khủng cho Pi Network khi có lượng người dùng đông đảo. Mà Pi thì nào có sợ thiếu người dùng? Giờ ta mới nhận ra lý do tại sao Pi tập trung rất nhiều về việc mở rộng người dùng đến như vậy. Nếu cả 3 ứng dụng trên được khởi chạy mượt mà, Pi Network sẽ có một dòng tiền tương đối lớn chảy vào túi mình. Ấy nhưng, ta cần xét thêm một khía cạnh khác của vấn đề. Liệu 3 ứng dụng trên có hoạt động được hay không? Từ góc nhìn của mình, nếu Pi vẫn đang xây dựng một cách nghiêm túc, thì đội ngũ phát triển đang gặp vấn đề ở phần nguồn lực của dự án. Có thể rằng họ không có đủ sự hỗ trợ hoặc đang phân bổ một cách chưa chính xác. Tại sao mình lại nói như vậy? Năm 2019 là thời điểm mà Pi Network chính thức ra mắt. Thời điểm đó, Pi còn có những người bạn đồng hành trang lứa khác như là Avalanche, Solana hay là Near Protocol. Cả 3 cái tên trên đều trở thành giao thức đứng đầu thị trường trong mùa tăng trưởng 2021 vừa qua. Để thấy, sau gần 4 năm phát triển, Pi vẫn đang phát triển quá chậm, nếu không muốn nói là dậm chân tại chỗ. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất 2 ứng dụng trên Pi Network là Pi Connect là một sàn giao dịch và Pi Bridge là câu chuyện Pi. Buồn cười thay, cả 2 đều vô dụng vì chính hạ tầng của Pi còn chưa xây xong. Thứ Pi cần hiện tại có lẽ là một thế lực to lớn, có khả năng hỗ trợ về nguồn lực, gia tăng tốc độ phát triển cho dự án.
Và như thế ông trời đã sắp đặt, Justin Sun đã xuất hiện. Vậy thì Justin Sun là ai? Vận mệnh của Pi Network hoàn toàn có thể sang trang mới nếu như Justin Sun thực sự nhúng tay vào dự án này. Vậy thì lý lịch của anh chàng này là sao? Justin là một cái tên nằm trong top những big boys trong giới crypto. Tuy không sánh ngang với những cái tên như là CZ hay là Vitalik, nhưng tầm ảnh hưởng của anh là không hề nhỏ. Anh sinh ra và lớn lên vào năm 1990 trên đất nước tỷ dân. Tuy nhiên, cha mẹ của anh đã ly hôn khi anh vừa lên 8. Một tuổi thơ không trọn vẹn có lẽ là động lực để giúp anh đạt được những thành công về sau này. Justin biết đến Bitcoin ở thời điểm rất sớm, 2010-2012. Anh đã từng dùng tiền học đại học của mình để đầu tư vào đồng coin này. Sau khi tốt nghiệp, Justin đã có công việc đầu tiên tại Ripple Labs, một mạng lưới thanh toán phi tập trung, và sớm trở thành người đứng đầu tại chi nhánh Trung Quốc. Chính công việc này đã sớm mang tên tuổi của anh ra với cộng đồng blockchain quốc tế. Sản phẩm đầu tay của Justin được ra mắt vào năm 2014 là ứng dụng nói chuyện Payworld. Sau đó 3 năm, Justin trình làng đứa con thứ hai của mình là Tron với tham vọng phi tập trung hóa toàn bộ Internet. Năm 2018, anh sở hữu cho mình thêm một công ty khi thành công mua lại BitTorrent với giá 126 triệu đô. Một năm sau, Justin lại góp mặt trong thương vụ mua lại sàn giao dịch Poloniex. Gần đây nhất, anh bỏ túi thêm cho mình Hobi, một sàn giao dịch thuộc top đầu thị trường. Justin còn rất biết cách để xây dựng hình ảnh của bản thân. Anh có mối quan hệ rất gần với người thầy cũ là Jack Ma, biệt danh Tiểu Jack Ma cũng ra đời từ đó. Từng chi vài triệu đô để ăn tối với huyền thoại Warren Buffett, ủng hộ cho cuộc chiến ở Ukraine đầu năm nay, hay sẵn sàng bỏ ra vài tỷ đô để hỗ trợ cho các công ty gặp khó khăn hậu sự kiện FTX. Để thấy, nếu xét về nguồn lực, Justin Sun chính là mảnh ghép vàng mà Pi Network tìm kiếm bấy lâu nay. Nói cách khác, nếu Justin hoàn toàn nghiêm túc, chúng ta có thể sẽ được chứng kiến một Pi Network thực sự làm nên chuyện. Liên hệ giữa Justin Sun và Pi Network. Cách đây không lâu, Pi Network đã chiếm trọn spotlight khi được sàn giao dịch Hobi mở giao dịch cho đồng coin Pi. Sau đó vài ngày, đích thân Justin Sun đã đề cập về dự án trên trang Twitter cá nhân của mình. Ta có thể đoán ra Justin đang có mối quan tâm không nhỏ đến dự án đông đảo người ủng hộ này. Nhưng người cho rằng đây chỉ là một chiêu trò của Justin Sun nhằm kéo thêm người dùng về với Hobi khi mà thị trường đang trong bối cảnh khát tin tức. Người dùng cần có một câu chuyện mới để đầu tư, Justin đã tìm thấy Pi Network và phía Pi Network đã tuyên bố họ chưa hề cho phép giao dịch Pi. Câu chuyện càng trở nên gay cấn hơn khi những tin xấu về Justin Sun và Hobi được tung ra nhiều trong thời gian trở lại đây. Giá đồng coin của Hobi, HT và Tron là TRX đều giảm, Hobi phải sa thải hơn 20% nhân viên, hay Justin Sun đã rút ra khỏi thị trường hơn tỷ đô. Niềm tin của người dùng dành cho Hobi và Justin đang lung lay hơn bao giờ hết. Tương lai của Pi sẽ ra sao? Nếu Justin Sun nghiêm túc muốn làm gì đó với Pi Network, mình tin rằng đây hoàn toàn có thể là bước ngoặt của dự án. Một kẻ hiểu rõ crypto như Justin sẽ biết cách tận dụng những lợi thế này hay đưa ra các giải pháp phù hợp với tầm nhìn của Pi. Thực tế, ta có thể thấy được những điểm chung giữa hệ sinh thái mà Justin Sun đang sở hữu và Pi Network. Cả hai đều tập trung vào cộng đồng đại chúng với những sản phẩm về social. Nên viễn cảnh Justin chính thức nhúng tay vào Pi là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, Pi Network hoàn toàn có thể có những thay đổi để thực hiện hóa tham vọng của mình. Với mình khá thích thú viễn cảnh Pi Network ra gì vào này nọ, nhưng không phải là viễn cảnh Pi nghìn đô hay là Pi thay thế Bitcoin đâu nhá. Giả sử các sản phẩm của Pi có thể hoạt động, hãy nghĩ xem thị trường crypto sẽ ra sao khi đó thêm vài triệu người mới gia nhập. Chắc chắn tốc độ phát triển sẽ được đẩy nhanh hơn rất là nhiều. Qua quá trình đọc kỹ hơn về Pi, mình thấy một điều như thế này. Vốn bản chất Pi không hề xấu và gọi Pi lừa đảo cũng không đúng cho lắm. Về cơ bản, Pi không hề lấy đi đồng tiền nào của các bạn, trừ khi nó đánh cắp thông tin cá nhân. Hình ảnh của Pi xấu đi là vì bị các kẻ xấu sử dụng chiêu trò lừa đảo, lấy tiền của người thiếu hiểu biết nhưng hơi tham làm giàu. Tuy nhiên, với mô hình Pi được đào một cách bừa bãi như hiện tại, phải chờ xem các giáo sư Nicholas và đội ngũ của mình sẽ xử lý ra sao để thực hiện hóa giấc mơ của Pi. Thị trường crypto vốn điên rồ, hãy xem Pi Network có trở thành game changer của thị trường này trong tương lai hay không nha. Còn sau đây xin mời các bạn tận hưởng một vài clip hài cốt về Pi mà mình tìm được, có công dụng giải trầm cảm và cười như là hit nở hai ổ. Nếu các bạn thích những nội dung thế này thì đừng quên đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Ngoài ra các bạn có thể bấm like, subscribe cho chúng mình và đừng quên bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace.